Cái gì hay? Làm gì đấy em? Món gì đấy? Em làm YouTube. Mày đánh vào đây này. Thôi mày cắm đây là. Không, không nhìn thấy con để máy. Tức là cho một góc cuối thôi. Quay không cần nội dung. Giờ để một góc đấy thôi. Con đang có hệ thống mà hơn chục anh em cứ đi quay như này thôi, không ra tinh mà không tính ngạ được, ngồi đâu đó không không có tính âm thanh, đúng rồi. Không cần người cũng được, chỉ cần quay con kiến được, đúng rồi, như này được được thoải mái. Thank you.